nay con xin đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, tiếp tục phẩm thứ tư. Nghiệp cảm chúng sanh, phẩm thứ tư. Bồ Tát công chỉ. Lúc đó, ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nay con nước oai thần của Như Lai nên chia thân này ra trăm nghìn bậc thế giới để cứu vớt tất cả chúng sanh vì nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại thừa của Như Lai, thời chẳng thể biến hóa ra thể được. Nay con lại được Đức Như Lai phó chúc, từ nay đến ngày A Diệt Đa thành Phật, làm cho chúng sanh trong số đường đồ đẳng độ thoát. Xin vâng, bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Chúng sanh có quả duyên của đề tỉnh thức của nó không định, thể quán làm dự kẻ thành nghiệp bỏ dự, còn quán làm lành kẻ thành quả bỏ lành, làm lành cùng làm dự tùy theo cảnh duyên mà sinh năng tăng lượng. Dù nhờ sự thống khổ không ngừng giúp, mấy lần giữa ngài nhiều như với trừng bị loài cả loài bơi trong lưỡi theo dòng được chạy, hoặc được tạm ra đôi mắt vào lưỡi, vì thế ta phải lo nghĩ chúng sanh đó đời được ông đó trả lập nguyện tại quá nhiều kiếp của vật hết tất cả chúng sanh mắc phải thổ khổ, thời ta còn lo gì? Đền Từ Tài vương bạch hỏi: Khi Đức Phật nói lời như thế xong, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát tên là Đình Từ Vương bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nhiều kiếp từ kiếp lâu xa đến nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện gì mà nãy được Thế Tôn ứng cần người khánh như thế? Úi, xin Đức Thế Tôn lượng nói cho. Đức Phật bảo ngài Đình Từ Vương Bồ Tát rằng: lòng ngay phải kẹo xí xẹp đó, ta sẽ vì ông bà dài bài rò rằng ông vô lực lớn cần vô lượng vô số kiếp về quá khứ. Có lượng vô số nói với tha bất thời kiệp về quá khứ của Đức Phật ra đời đều là nhất thiết trị thành tổ Như Lai ứng cúng biển chánh tri minh hạnh túc thể giám tại vô đường suy điều người trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật đó thọ 60 kiếp khi chưa xuất gia, ngài làm vua nước nhỏ kết bàn cùng vua nước lớn cần, hai vua cùng thực hành 10 hành làm để làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong hai nước đó phần nhiều tàn nhiều tội ác, hai vua cùng nhau bèn tỉnh hướng dẫn dắt nhiều dân dùng ấy. Một ông phạm nguyện tôi nguyện sở ảnh Phật để cứu vớt tất cả chúng sanh giải thoát không còn thừa. Một ông phạm nguyện như tôi chẳng đổi được những kẻ mắc phải tội khổ đều được ăn uống chứng quả bồ đề. Bồ đề tôi nguyện giới thiệu thành Phật. Đức Phật bảo ngài Đền Từ Vương Bồ Tát rằng: Ông vua nguyện sở ảnh Phật đó chính là nhất thiết để thành tổ Như Lai. Còn ông vua phạm nguyện chế độ hệ chúng sanh mắc phải tội khổ tiêu trừ thành Phật đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát mới về. Quá một cụ mẹ lại vô lượng vô số nghiệp về quả khứ của Đức Phật đã đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp trong thời tường Pháp, có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh, nhưng vì đi tuần từ giáo hóa mọi người, La Hán gặp một người nữ tên là Quán Mục sẵn sửa đồ ăn cũng dường La Hán thọ cũng xong rồi hỏi nàng muốn những gì. Quán Mục thưa rằng: Ngài thân mẫu tôi quốc, tôi làm nhiều việc thiện để cứu vớt thân mẫu tôi, nhưng không biết thân mẫu tôi khác sanh vào chỗ nào. La Hán cảm thương bèn nhập định quán sát, thấy bà mẹ Quán Mục bị đọa vào địa ngục rất khổ sở. La Hán hỏi Quán Mục rằng: Mẹ ngươi khi còn sống quên làm những nghiệp gì mà nấy vào đò vào điều khổ sở như thế? Quán Mục thưa rằng: Ngày còn sống, mẹ tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá trần, hoặc là cá con, rồi trần con, rồi chiên, rồi nấu mà tha hồ mà ăn cho thả mạng. Nếu tính đến số cá trần người đã ăn thời đến nghìn muôn, xin chung giặc xót thương chỉ dạy phải làm cách nào để cứu vớt thân mẫu tôi. La Hán xót thương bạn chỉ dạy phương trước, người khuyên Quán Mục rằng: Ngươi hãy đem lòng chỉ thành mà niệm Đức Phật thánh tình Liên Hoa Mục Như Lai và vài đắp hình tượng Phật, thời kẻ còn gây bất điều được lợi. Quán Mục nghe xong liền xuất tiền của tàu thiền Phật mà thời cúng, này là đám lòng chiếm ngược than khóc, chiếm ngược hình tượng Phật để đỏ nằm trên bao thể thức Phật sắc vàng như hòn núi tu di Phật phóng ánh sáng mà bảo Quán Mục rằng: Chẳng bao lâu nữa thân mẫu của ngươi sẽ thả sanh vào nhà ngươi. Khi vừa được đó lần thời liền biệt nói, sau đó đưa tới gái trong nhà sinh một đứa con trai. Giờ đầy 3 ngày đã biệt nói, đứa trẻ buồn khóc mà nói với Quán Mục rằng: Nghiệp duyên trong vòng sanh tử phải từ nhận lễ quả báo. Tôi là mẹ của người, lâu nay ở chỗ tối tăm, từ khi đoạn biệt người tôi phải đọa vào đà địa ngục nhờ phước đức của người nên nay làm cả hà viện. Nhưng số mạng ngã ngũ năm 13 tuổi phải đọa vào địa ngục nữa. Người có phước thể gì của vợ cho tôi tập khắc khổ sở? Ngài đứa trẻ nói có một biệt chắc là mẹ mình, ngài ngày ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng: Đã là mẹ của tôi thời phải biết quên làm nghiệp chi mà bị đọa vào địa ngục như thế. Điều trẻ đạp rằng: Do hai tội diệt hạ sinh vật chế bao mạng diệt màu thò bỏ khổ, nếu không nhờ phước đức của người của nàng của tôi thầy vẫn chưa thoát khỏi khổ. Quán Mục hỏi rằng: Hiện tôi bảo trong địa ngục ra làm sao? Điều trẻ đạp rằng: Hiện tôi bảo trong địa ngục nói ra càng bất nhật, nhờ nó cả trăm nghìn kiếp cũng thể hết được. Quán Mục ngay xong than khóc rơi lệ rồi bạch chữ không rằng: Nguyên cái thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục khi mà 13 tuổi, không còn rồng bồi cũng còn đò và ác đạo nữa. Xin chư Phật mười phương xót thương chứng minh cho tôi vì mẹ tôi mà tôi phạm người rồng lớn như vậy. Như thân mộc tôi phải hạng chúng tán đồ và hàng hà tiền cùng thân gã cũng còn đòi bà ác sống đó nữa. Tôi được trở tưởng Đức Phật thanh tình Liên Hoa Mục Như Lai phát nguyện rộng lớn rằng: Từ nay về sau, trong những thế giới nào mà có chúng sanh mắc phải thuộc phụ cùng bà ác đạo, tôi phù hợp tất cả chúng sanh đó phải địa ngục xuất sanh hoàng quỷ,
những kẻ mắc tội cũ như thế thành Phật cả rồi, về sau tôi mới thành Phật chánh giác. Còn một pháp nghe xong, liền nghe tiếng Đức Phật thanh tịnh liếm hóa Mục Như Lai dạy rằng, này có một người rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Ta quan sát bà mẹ ngươi khi mạng 13 tuổi, thạc sanh vào người phàm chỉ sống lâu sống tuổi, sau đó bạn sanh vào quả nữ vô, sống lâu số không thể định kể, rốt ráo thành Phật, rồi nhiều hàng trời người như số khác sống hàng. Đức Phật bảo ngài định tới với Bồ Tát rằng vì lá hạnh phước làm đồ cho con một thổ đó, tính là ngài vô tình ý Bồ Tát. Mẹ có một chính là ngài giải thoát Bồ Tát. Còn có một chính là ngài địa tạng Bồ Tát vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng từ mẫn phát ra hàng hà sa số lời thề nguyện làm lợi chúng sanh trong đời sau. Như có chúng sanh nào không làm lành mà làm ác, cả chẳng tin luật nhân quả, tại tà dân vô ngữ lượng thiệt ác khẩu vị bản đại thừa, những chúng sanh đó chắc phải đọa vào ác đạo. Nếu gặp hàng thiền trí thức khuyên bảo quý ngài địa tạng Bồ Tát chừng trống cạnh móng tay, thời người đó liền thoát khỏi khổ nó vào ác đạo. Nếu có người nào có thể quy kính cùng dân cúng đồ ăn uống các thứ trân bảo, thời người đó trong nghìn vàng nghìn kiếp được sinh lên quả trời thực sự vui thẳng nhiều, hoặc lúc phước trời đã hết mà sinh xuống nhân gian cũng là một vị phúc hương trong trăm nghìn đời nữa rõ cuộn nguồn nhân quả của mình. Ngài định tại vương ngài địa tạng Bồ Tát có tâm hãy từng làm để chúng sanh như thế, các ông là các bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này hầu tuyên truyền với bộ rộng ra. Ngài định tại vương bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chịu lo nghìn quốc đại Bồ Tát cũng con có thể nương nó á thần Đức Phật để tuyên lưu rộng kinh này lấy quả diêm phù đề làm để chúng sanh. Ngài định tại vương bạch cùng Đức Phật xong chắp tay định đại Phật mà lui ra. Từ Thiên Vương hỏi Phật: bây giờ bổn Thiên Vương đồng từ chỗ người đừng dậy của chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, từ kiếp lâu xa đến nay ngài địa tạng Bồ Tát phát nguyện rộng lớn, tại sao vẫn còn chưa được hết, ngài lại còn phát nguyện rộng lớn hơn nữa, cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo bổn Thiên Vương rằng: hay thay lai, hay thay, nay vì lễ chúng sanh ta cùng các ông cùng chúng thân nhân hiện tại vị lai mà nói những phương tiện của ngài địa tạng Bồ Tát trong quả diêm phù đề như thế người ta bàn này, vì lòng từ mẫn của Phật tất cả chúng sanh mắc phải tục khổ. Bổn Thiên Vương bạch cùng Đức Phật rằng: vâng bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe phương tiện giáo hóa. Đức Phật bảo bổn Thiên Vương rằng: từ kiếp lâu xa đến nay ngài địa tạng Bồ Tát độ phật chúng sanh vẫn còn dưới mạng nguyện, ngài thương xót chúng sanh trong đời này lại còn quan sát vô lượng kiếp về sau, tội lợi ấy cứ lấy giấy mà không nhất, vì lẽ đó ngài phát ra lời trường nguyện địa tạng Bồ Tát trong quả diêm phù đề như thị giữa ta bà này dùng trăm nghìn phương tiện giáo hóa chúng sanh. Này bổn Thiên Vương, ngài địa tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ giết hại sinh vật, thời ngài rồi bảo ước lùi đời được mà phải chết yếu, nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngài rồi bảo nghe cùng khổ sở, nếu gặp kẻ tà dâm, thời ngày rồi bảo làm xét thật bờ cứu ương, nếu gặp kẻ nói lời thoát ác, thời ngày rồi bảo thân quyền kình trọng nhau, nếu gặp kẻ thân chê thời bảo không lượng miệng lợi, nếu kẻ nóng dừng thời bảo xấu xí tàn tật, nếu kẻ bọn sản thời bảo cầu muốn không toàn miệng, nếu gặp kẻ ăn uống vô đồ thời bảo đoái phạt nhiều bình, nếu gặp kẻ buông lúc xong bằng thời bảo kính hạ điếm của mắc mạng, nếu gặp kẻ ăn ở trại nghịch cha mẹ thời bảo trời trú bất lực, nếu gặp kẻ đột nổi rừng cái cọt thời ngày bảo quần bé điện chít, nếu gặp kẻ cha kẻ mẹ kẻ ăn ở độc ác thời ngày rõ bảo hẹp sạc sanh hiền đời người rõ bọt, nếu gặp kẻ dùng lửa bắt chấm nó thời ngày bảo cổ thuộc chia liệt, nếu gặp kẻ vì bản tâm bọt thời bảo đuối điện chứng ngồng, nếu kẻ chế bao giả pháp thời mà trở lại ở trong loại ác đạo, nếu gặp kẻ có phạm người hành tinh tình của bản tâm dằn thời bảo ở mà trong loại sắp sanh, nếu gặp kẻ làm pháp của tôn trời thời mà trong loại ở địa ngục, nếu gặp kẻ ô phạm người hành tinh của bản thân già thời bảo trong là sức sanh, được kẻ dùng lưỡi được số chạm chặt diệt hạ sinh vật thời bảo luân hồ thường mang lẫn nhau, nếu gặp kẻ phải giờ thành ra thời bảo cầm thủ được khác, nếu gặp kẻ phóng phí phạm của cải một cách phi lý thời ngài đã bảo tiêu dùng thiếu hụt, nếu gặp kẻ tao cao cái màn cũng cao thời bảo hèn hà bề các sai kiểu, được cả ghế của đấm học thời bảo không lưỡi hay trăm lưỡi, nếu gặp kẻ tà kiến mới tiến thời bảo sát sanh như lắm, chúng sanh những chúng sanh nó quả dính của đề từ thân tạo ý kết tạo ác kết quả trăm nghìn sự bội ứng như thế, nãy chỉ nói sơ lược thôi. Nghiệp cảm chúng sanh ngài địa tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương tiện giải họa, đó những chúng gió đó trước hết bắt phải thuộc cuộc sau về đòi vào địa ngục không lúc nào thoát khỏi, vì thế các ông là các bậc khổ vệ cùng bảo trợ các nước chở những để những nghiệp chúng đó làm đi gặp chúng sanh. Bộ ông Thiên Vương nghe xong thang khởi rơi để chắc tay định lễ Phật mà lui ra. Kính địa tạng Bồ Tát bộ nguyện quyền thường hết bộ nguyện địa tạng đáng lời thiên cung thần thông hiện hóa đầu con móng đời ngục trực của thông chúng sanh căng cường ham vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ tập ứng Phật, nam mô thường trụ tập ứng Phật, nam mô thường trụ tập ứng Phật, nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát. Chúng con xin cung kính đảnh lễ kinh địa tạng Bồ Tát bộ nguyện quyền thường. Oh.
sắc mô đi số hóa.